Đội ngũ của Sir Jim Ratcliffe đang tiến hành đánh giá lại mùa giải của Man United trước khi đưa ra phán quyết về tương lai của Erik Ten Hag. Huấn luyện viên người Hà Lan có hợp đồng đến tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, rất nhiều dấu hiệu cho thấy Ten Hag sẽ bị sa thải. Những ngày qua, ban giám đốc đã liên hệ với hàng loạt ứng viên như Mauricio Pochettino, Graham Potter, Thomas Tuchel hay Gareth Southgate. Bản thân Ten Hag ngày càng cảm thấy mệt mỏi vì sự chậm trễ trong việc đưa ra quyết định của ban lãnh đạo Man United. Lẽ ra, ban lãnh đạo Man United đã sa thải Ten Hag ngay sau trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên, chiến thắng đầy cảm xúc trước Mar City đã mang đến làn sóng ủng hộ mới dành cho huấn luyện viên người Hà Lan từ cộng đồng các cổ động viên của đội bóng. Điều này buộc nhóm của Sir Jim Ratcliffe, bao gồm Sir David Rausford và Jason Wilcox, phải tốn thêm thời gian đánh giá lại, cũng như làm nguội lạnh sự phấn khích của các cổ động viên Man United. Danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của đội tuyển Anh tham dự Euro 2024 đã được xác nhận vào hôm thứ Năm. 7 ngôi sao bị gạch tên là Grealish, Maguire, Madison, Kwanzaa, Trafford và Bradway. Về phần mình, Grealish đã giành chức vô địch Premier League thứ 3 liên tiếp cùng Man City, nhưng trên phương diện cá nhân, cầu thủ 28 tuổi đã thể hiện phong độ thất vọng trong mùa giải vừa qua. Grealish chỉ đóng góp 3 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 36 lần ra sân, trong khi ở Premier League Anh chỉ chơi có 10 trận đấu. Mặc dù trải qua mùa giải không thành công, nhưng Grealish vẫn được các cầu thủ của đội tuyển Đức kỳ vọng sẽ góp mặt tại Euro 2024. Theo tờ Independent, nhiều thành viên của đội tuyển Đức đã choáng váng khi biết tin Grealish không được triệu tập. Họ vô cùng kiêng dè và ái ngại nếu như phải đối đầu với tiền vệ của Man City. Đáng chú ý, Eberreji Eze, người thay thế Grealish, lại không được các ngôi sao tuyển Đức đánh giá cao. Eze đã trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo của Crystal Palace khi có được 11 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 31 lần ra sân. Tiền vệ 25 tuổi cũng đã chơi tốt ở trận thắng 3-0 trước Bosnia và Herzegovina. Anh đã có trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào Euro 2024 sau chiến thắng trước Bosnia và Herzegovina. Anh đã gây thất vọng khi để thua với tỷ số 0-1 trước Iceland. Đó là trận đấu mà thầy trò Southgate đã thua từ sớm. Nhưng dù sử dụng rất nhiều ngôi sao tấn công, họ vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng. Sau trận đấu này, Rooney đã chỉ trích đội tuyển Anh. Đó là một trận đấu rất tồi tệ của đội tuyển. Họ để cho đối thủ mở tỷ số và sau đó không thể gỡ hòa dù thời gian còn rất nhiều. Anh là một đội bóng chơi rời rạc và thiếu sự gắn kết. Chúng tôi có nhiều cầu thủ tấn công hay, nhưng họ cần nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ tuyến sau. Tôi nghĩ đêm nay thực sự cho thấy tầm quan trọng của Harry Maguire tại đội tuyển, và anh ấy là một mất mát lớn ở kỳ Euro lần này. Ở trận đấu với Ukraina tại thủ đô Warsaw sáng nay, Ba Lan đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1. Dù giành chiến thắng, thế nhưng Ba Lan không được hưởng niềm vui trọn vẹn về chấn thương nặng của Arkadiusz Milik. Trước Ukraina, Milik đã chín nhưng phải rời sân ngay phút thứ hai. Theo xác nhận của huấn luyện viên Michel Brobiec, trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, tiền đạo của Juventus buộc phải rút lui khỏi đội hình tham dự Euro 2024. Mất Arkadiusz Milik là một tổn thất lớn với Ba Lan. Ba Lan tiền đạo 30 tuổi là một trong những chân sút cực kỳ chất lượng của đại bàng trắng. Đáng chú ý, Milik không phải là cầu thủ đầu tiên mất Euro 2024 vì chấn thương. Trước tiền đạo người Ba Lan, 3 cầu thủ rút lui hoặc bị loại khỏi danh sách ở giải đấu vào mùa hè tới vì chấn thương, bao gồm Francesco Acerbi và Giorgio Scalvini của đội tuyển Ý, cùng với Harry Maguire của đội tuyển Anh. Tương tự với Milik, Scalvini của Atalanta cũng mất suất Euro vì chấn thương nặng. Cầu thủ người Ý bị đứt dây chằng chéo. Riêng Milik, đây là kỳ Euro thứ 2 liên tiếp mà chân sút này vắng mặt vì chấn thương. Tại Euro 2020, tiền đạo này cũng không thể tham dự vì lý do tương tự. Từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ châu Âu, Mỹ và Ả Rập Xê Út, Thiago Silva quyết định hồi hương sau 15 năm chơi bóng ở châu Âu. Trở về quê nhà, Silva sẽ tái hợp cùng với Fluminense. Trung vệ người Brazil rời đội bóng này để đến AC Milan vào năm 2009. Thiago Silva sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Fluminense. Tối nay theo giờ địa phương, câu lạc bộ này sẽ tổ chức một buổi lễ hội ánh sáng để ra mắt Thiago Silva tại sân vận động huyền thoại Maracana. Đây là lễ ra mắt lớn và hoành tráng nhất Fluminense từng dành cho một cầu thủ cập bến tính cho đến thời điểm này trong lịch sử câu lạc bộ. Theo truyền thông Brazil, 55.000 cổ động viên đã có mặt ở Maracana để chào đón Thiago Silva, cao nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Tất cả cổ động viên Fluminense sẽ cùng thắp sáng sân Maracana bằng đèn điện thoại và pháo sáng để tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Ngoài ra, họ còn không ngớt hô vang tên của Thiago Silva. Chứng kiến cảnh tượng chào đón đáng kinh ngạc, Silva và gia đình của anh đã rất cảm động. Sau buổi ra mắt có 1-0-2, cựu trung vệ của Chelsea sẽ tập luyện với Fluminense. Chelsea sẽ cho phép đội bóng Brazil hoàn tất hợp đồng với Silva trước khi hợp đồng của anh hết hạn vào ngày 1 tháng 7. David Alaba đã bỏ lỡ nửa sau của mùa giải vừa qua vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, cầu thủ người Áo vẫn được Carlo Ancelotti điền tên và cho sách đăng ký ở trận chung kết Champions League. Hiện Alaba vẫn đang điều trị chấn thương, đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ không thể tham dự Euro 2024 cùng đội tuyển Áo. Tuy nhiên, theo Marca, nhờ kinh nghiệm dày dặn và tiếng nói có trọng lượng của mình, hậu vệ của Real Madrid vẫn sẽ tham dự Euro 2024 với tư cách là một thành viên trong ban huấn luyện. David Alaba là công thần và là đội trưởng đội tuyển Áo. Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2009, trung vệ này đã có 105 lần ra sân trong mọi đấu trường và ghi được 15 bàn thắng. Về phần mình vào đêm nay, Áo sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng với Thụy Sĩ. Sau đó, thầy trò Ralf Rangnick sẽ bắt đầu hành trình Euro bằng cuộc đọ sức với Pháp trước khi lần lượt gặp Ba Lan và Hà Lan. Tại Euro 2020, Áo đã có lần đầu tiên vượt qua được vòng bảng trong lịch sử. Sau đó, đội bóng này đã dừng bước ở vòng knockout sau thất bại trước đội tuyển Ý. Ole Gunnar Solskjaer đang trong cuộc đàm phán để trở lại huấn luyện một đội bóng của giải Ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên người Na Uy đã không quản lý câu lạc bộ nào kể từ khi chia tay Man United vào năm 2021. Các nguồn tin uy tín cũng cho biết Ole Gunnar Solskjaer đã ở rất gần với vị trí huấn luyện viên của Besiktas vào đầu tháng này. Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng thương vụ đã diễn ra không như mong đợi khi cựu huấn luyện viên của Rangers Giovanni Van Bronckhorst mới là người được bổ nhiệm. Solskjaer sẽ không chờ đợi quá lâu. Theo The Sun, Solskjaer đang ở gần với Leicester City, đội bóng vừa vô địch Championship. Leicester đang tìm kiếm người thay thế cho Enzo Maresca, người đã chuyển đến Chelsea với bản hợp đồng 5 năm. Nhà vô địch Premier League 2016 đã phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn sau khi Maresca ra đi sau một năm bổ nhiệm, trong khi họ phải đối mặt với các vấn đề ngoài sân cỏ khi bị buộc tội vi phạm những quy tắc về bền vững và lợi nhuận của Premier League.